mời quý vị hãy đến với trường thẩm mỹ Ballet 6 đã đến với cơ hội đầu tư nhiều lợi nhuận với nhiều ưu điểm như thu nhập cao, nghề nghiệp vững chắc, thời gian ngắn nhất, chuyên dạy các ngành thẩm mỹ về tóc, nail, facial, nối lông mi, làm thủ tục đổi bằng qua lại giữa các tiểu bang, có đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm. Xin vui lòng liên lạc 817-463-4646 hoặc 817-966-0599. Sự thành công của học viên là sự thành công của nhà trường chúng tôi. Trường thẩm mỹ Ballet 6 kính mời!